một dòng cây gỗ thơm, cây gỗ quý của Việt Nam mà không phải ai cũng biết nhé. Xin chào các bác, xin chào anh chị. Hôm nay em lại tiếp tục quay cho bác một cái dòng cây gỗ quý mà được rất là nhiều các bác quan tâm trong thời gian gần đây. Đấy, thì em đang quay cho các bác này là cái cây giống gù hương xá xị của Việt Nam, gù hương ta của Việt Nam. Đấy. Hiện đây như như cái cây giống của bên em hiện tại đang cung cấp cho bác này thì kích thước nó sẽ đang rơi vào khoảng tầm khoảng 30 các bác ạ. Như này khoảng 30, hơn 30 cm một chút. Có những cây cao hơn nó sẽ được khoảng tầm 40 cm. Đấy. Tại sao cái dòng gù hương này là một dòng gỗ quý của Việt Nam? Đấy, thì từ ngày xưa rồi, cái dòng cây gỗ gù hương ở rừng tự nhiên của Việt Nam thì có rất là nhiều, đặc biệt là các vùng như vùng Yên Bái này, vùng Hòa Bình này, vùng Thanh Hóa này, và rất là nhiều các tỉnh thành ở trong miền trong có những cái dòng cây gù này ngoài tự nhiên nhé. Đấy, nhưng mà hiện nay thì cái dòng gỗ gù hương do cái việc khai thác và sử dụng của nó đang quá mức, nên là trong tự nhiên cái cây gù hương này hiện tại cũng đang rất là khan hiếm. Đấy, cái đặc điểm của cái cây gù hương này là cái gỗ của nó rất là thơm. Đấy. Đặc biệt là cái phần gốc rễ của nó chứa rất là nhiều cái hàm lượng tinh dầu nên rất là thơm. Đấy, các bác nào mà được sử dụng cái sản phẩm như tinh dầu mà được chiết xuất từ cái cây gù hương xá xị này thì các bác cũng biết cái hương thơm của nó rất là dịu và ngọt. Đấy. Bên em thì hiện nay vẫn đang nhân giống và cung cấp đi cho các bác cái dòng cây gù hương này nhằm mục đích bảo tồn cái nguồn gen cũng như là giúp các bác có những cái dòng cây gỗ quý để phát triển kinh tế. Đấy, hiện nay thì cái gỗ gù hương này trên thị trường thì có giá trị rất là cao nhé. Đây, bên em làm thì rất là nhiều. Đấy, cái mô hình của bên em nhân giống phục vụ đi cho các bác rất là nhiều. Cái cây tiêu chuẩn của bên em thì hiện tại đang rất là mập và khỏe để phục vụ cho các bác này. Các bác nhìn này. Đấy, những cái cây này thì kích thước nó cũng rơi khoảng tầm 30 rồi. Đấy, có những cây cao hơn này nó sẽ rơi khoảng 40. Đấy, bên em thì năm nào cũng cung cấp đi cho các bác cái cây giống gù hương. Đấy, bác nào mà đang có nhu cầu muốn trồng cái cây giống gù hương này thì có thể liên hệ cho bên em theo số điện thoại bên em đã để bên dưới màn hình rồi. Đấy, còn bác nào mà đang quan tâm đến dòng này, dòng cây này mà các bác mà muốn tìm hiểu về dòng cây này thì cũng có thể gọi điện, nhắn tin Zalo hoặc là kết bạn Zalo gọi cho bên em. Đấy, thì bên em sẵn sàng tư vấn cho các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau.